Rồi, Vika xin chào các bác nha. Hôm nay ngày 29, Vika lên lại một lô máy 150 con cho anh em tham khảo. Và bây giờ em xin giới thiệu đôi chút về máy luôn. Hôm nay máy nhiều nên em nói hơi nhanh anh em nha. Đó, máy toàn bộ bên em là điện 100V. Và toàn bộ được bao ship đến tận nhà, kiểm tra hàng đúng máy mình chọn rồi mới thanh toán sau anh em nha. Đó, máy là toàn bộ em bao ship hết luôn. Toàn bộ máy là điện 100V. Và những ngày hôm nay là nó đang dịch anh em, những cái vùng như thành phố Hồ Chí Minh với lại Cà Mau là em không ship vô được anh em nha. Anh em xem tham khảo rồi coi như đợi vài ngày nữa coi nó hết phong tỏa rồi anh em đặt là sau nha. Chứ tại vì nhà em có hơi chật nhưng em không có giữ đơn hàng lại nhiều quá. Giữ đơn lại nhiều quá em không kiểm soát hết á, anh em thông cảm nha. Đó, và số điện thoại của em và Zalo chốt hàng em sẽ để bên dưới tiêu đề. Và em đọc luôn là 0337720866. Anh em chốt hàng gọi trực tiếp cho em sẽ nhanh hơn anh em nha. Chứ anh em nhiều khi anh em nhắn tin ở dưới phần bình luận á, 15-20 phút sau nó mới hiện lên rồi em cũng không có thấy kịp á. Điện thoại nó chồng lên trong những cuộc gọi nó chồng chắp á, cho nên em sẽ không trả lời kịp. Mong anh em thông cảm nha. Đó, rồi đây em sẽ test từng con một. Đó, bây giờ em sẽ quay từng mảng này. Đây là 28 con máy cắt gỗ là em sẽ test đầu tiên. Rồi đây là máy khoan máy cắt. Đó, tảo số 63 là 30 con nữa. Rồi, máy bào. Đây là em test lô test thứ hai nha. Đó, anh em nào có mục đích sử dụng vô máy nào thì tu qua dễ hơn, tu qua coi nó nhanh. Chứ tại em test một lần 30 con là 30 phút á. Rồi đây là cưa trượt là cắt gỗ lớn là em test cuối cùng. Rồi hàng thùng nó test cuối cùng chứ. Lô hàng thùng em test cuối cùng nha. Rồi bây giờ em sẽ test từng con một luôn. Địa chỉ của em là quên nhá. Em ở Thành Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng anh em nha. Nhưng mà bây giờ nó đang chỉ thị 15, nó cũng không có cho tụ tập nhiều cho nên anh em có thể mua online giùm em. Cũng do tại cửa hàng em cũng chưa có mở cửa đâu, em bán online thôi. Rồi, lô này ký hiệu anh em là một đời anh em nha. Coi chừng bị nhầm cái mã số á. Tại hai cứ cách một ngày em sẽ lên video một ngày á, mua lên video một lần cho nên là nó dễ bị nhầm mã số lắm. Lô trước là lô đời, bây giờ là lô E. Anh em điện thoại là nói là mã số E giùm em nha anh em nha. Đó, rồi đây là con số 1, 350k. Nó lưỡi 180, 1050W. Dây em nói nhưng mà nói dây riêng anh em nha. Đó, đây, ngoại hình của nó em quay ngoại hình trước rồi em test sau nè. Đó, rồi, ngắm điện vô đây. Rồi, con này coi như là có thắng lưỡi. Hộp kim còn ngon lành luôn anh em nha. Đó, con số 1. Nói chung là lưỡi là nó theo máy là con nào nó còn ngon thì anh em đỡ phải thay. Còn con nào nó ấy thì anh em xài thời gian thay giùm em nha. Chứ tại vì em chỉ bao máy thôi, em không có bao lưỡi được á. Đó, lưỡi cũ thì bắt buộc nó phải mòn, quên gãy dài ba răng hộp kim. Còn đây là con số 2, giá 300k. Coi dây nó chưa vệ sinh luôn à. Dây thì rất là dài luôn, nó chưa vệ sinh máy thôi. Con này dây rin anh em nha. Nó tét cái ruột gà ngay đây thôi. Con này con số 2E, lưỡi 108, nó cũng 1050W luôn. Con này không có thắng, giá 300k. Dỡ lên như thế này nè cho nó khỏi cà cái bảo vệ. Đó, bấm. Rồi, con số 2, giá 300k anh em nha. Anh em không thấy mã số thì nghe em đọc anh em nha. Đó, rồi. Con số 3, 250k. Con này lưỡi 160. Đấy, lưỡi hợp kim cũng còn hợp kim cũng còn rất là nhiều á. Bắp đi. Đó là. Công tắc gì mà đây. Có công tắc gì em cũng không biết đâu. Chịu á, bắp. Rồi, ngoại hình của nó đây anh em, hàng Ryobi. Giá 250k. Và em nhắc lại là toàn bộ máy bên em bao ship hết anh em nha. Đó, máy nhỏ thì em không cần cọc nhưng mà máy lớn tầm khoảng 10kg trở lên anh em vui lòng cọc giùm em 50-100k cũng được. Đó, trong cái mùa dịch này nó hơi khó khăn tí xíu á. Rồi, con này là con số 4, 4 đời, 350. Con này có thắng, lưỡi 108, 1050W luôn. Rồi, bóp đi em. Dây thì dây rin.
Nói chung là về dây điện bên em á, dây này nè, toàn bộ là dây rin của nó hết, nhưng mà nói hay là không nói thôi. Đó, toàn bộ là dây rin hết. Con số 4 giá 350. Rồi, đưa ra. Rồi, con đây là con số 5. 50 cũng con này giá 350 luôn. Đó, con như con này là em nói nè, nó bị đứt là em nói. Con này lưỡi 165 thôi. Lưỡi hợp kim còn ngon. Nó một 1050W luôn, bằng con một lưỡi 180 luôn. Rồi. Rồi con này là con số 6, giá 450, hàng Hitachi đới nhôm. Lưỡi nó hơi cùng anh em nha, nói chung là lưỡi nó cùng luôn á. Con này về thay lưỡi luôn đi, lưỡi nó cùng luôn rồi. Con số 6, con này lưỡi 190. Nó 1050W luôn. Đây, dây điện của nó, dây rin. Không nói. Rồi, tiếp tục con số 7. Con này 250 anh em nha, lưỡi 180 luôn. Nhưng mà coi như thời của nó là Napoleon, con này nó tầm cái tuổi thọ của nó chắc già hơn em rồi. Bảo đảm luôn. Đó, nhưng mà vẫn còn chạy ok luôn, nồi đồng cối đá luôn, cho bò đạp không chết luôn. Đó, bóp em. Con này anh em về nhà xài gia đình, cắt ván ép đồ là ok hết anh em nha. Đó, dây thì nó không có nói luôn. Giá 250k, mã số 7, 7E. Tiếp tục con số 8, giá 350, hàng Makita, con này lưỡi 165. Công suất của nó nhìn lát nó trốn luôn, không biết đường nào đọc luôn. Rồi nó không đợi công suất luôn anh em ơi. À, dây thì không nói, dài. Rồi. Ngoại hình của nó là tương đối là rất là dễ nhìn anh em nha. Đó, rất dễ nhìn luôn. Lưỡi hợp kim của nó thì còn xài ok luôn. Nó là mã số 8, giá 350. Còn tiếp tục đây là con số 9, giá 450, con này Makita lưỡi 185, 190, lưỡi 190, mã số 9, 450, đới nhôm. Đây, ngoại hình của nó đây anh em. Dây thì em nói ngay đây một khúc anh em nha, nhưng mà nói dây rất dài. Tại những con này phải cần dây dài á. Rồi, ngoại hình của nó chạy xước. Không bao nhiêu hết. Đó là timon sạch sẽ, thẳng. Lưỡi hợp kim, những con máy này quay từ từ chút. Lưỡi hợp kim còn nguyên si luôn anh em nha. Nhưng mà em nói trước là mẻ 2-3 răng á. nói cho có là thiệt sự là nó nguyên á. Rồi, mã số 9, giá 450. Và anh xin nhắc lại là máy bên em toàn bộ là điện 100V anh em nha. Đó. Đây, mã số 10, con này giá 350 anh em nha, bớt em. Rồi. Con này mã số 10, hàng Hitachi, lưỡi 190, nó 1050W luôn. Dây con này, dây rin mà sao nó ngắn, tầm khoảng 3m à. Mã số 10, giá 350. Con đây mã số 11, giá 400 nè, con này lưỡi rất đẹp luôn. Con này ăn được cái lưỡi thôi. Đó. Con này mã số 10, con này là lưỡi 180, 1050W. Đó. Ngoại hình của nó đây anh em. Dây rất là dài luôn. Dây chưa vệ sinh luôn do mà. Đó. Rồi. Rồi. Okay. Máy bên em bao về cho anh em về đến nhà khui thùng ra kiểm tra test máy thoải mái anh em nha, không có ngần ngại, cứ test thoải mái khui thùng ra bất cứ con nào. Con này là con 12, giá 300k, hàng RB anh em nha. Đó, con này lưỡi nó không phải lưỡi hợp kim, lưỡi răng thưa, lưỡi thường. Dây
Dây con này em không nói nha. Đó. Dây con dài, không nói. Đưa ra. À, tiếp tục con này con mã 13, giá 300k luôn. Con này đời một mã lưỡi 180, 1050W luôn, lưỡi hợp kim, dở lên em. Lưỡi vẫn còn xài thời gian nữa anh em nha. Anh em xài ít thì xài hơi lâu á. Mã 13 giá 300k. Lô này mấy cái gỗ nó không có được đẹp cho lắm anh em nha. Còn những cái con mà hàng vít và có đèn á thì chắc em hẹn lại lô sau, tại hôm qua em vệ sinh chưa kịp. Nó còn nằm ở ngoài đóng á, rất nhiều luôn. Nhưng mà vệ sinh cái lô này nó không được đẹp cho lắm á. Đó. Mã 14 giá 300k, hàng Makita luôn nè. Con này lưỡi 165. 860W. Đó, 860W con này. Con này giá 300k anh em nha. Đó. Chắc con này là con số 88E nè, hai con nó cùng một đời với nhau là nó con này nó cũng 860W luôn. Đây, đúng rồi. Nãy em chưa đọc watt á. Rồi. Mã 15E. Mã 300k, con này con cắt gạch. Con lưỡi em dở lên. Con mấy con này còn lưỡi anh em nha. Đó, có túi hộp bụi. Đựng. Rồi. Em quay hình quay máy trên video như thế nào là em sẽ gửi em gửi máy như vậy luôn anh em nha. Mã số em vẫn còn để im như vậy luôn. Đó. Nó có máy có sao là em sẽ gửi y như vậy luôn. Rồi. Có ra nữa. Đưa ship máy sát vô đó, kết rồi đưa sát vô cho rộng. Rồi con này con mã 16 giá 400k, dây nối một khúc, lưỡi 190, 1050W, lưỡi hợp kim vẫn còn xài được anh em. Rồi bóp em, có thắng còn thắng anh em nha. Rồi bóp cái nữa, bóp cái nữa. Rồi đưa đi. Rồi tiếp tục con này là mã 17 giá 350k, con này có thắng luôn, lưỡi 185, ngoại hình của nó thì hơi xấu xí tí xíu anh em nha. Hàng Makita này nó chạy sơn rất nhiều ấy. Lưỡi 190, 1050W, còn thắng luôn, bắt ngay. Con này quên bỏ lưỡi vô đây. Mã 18 E450, con này em sẽ bỏ lưỡi hợp kim vô anh em nha. Đó. Những con nào không có lưỡi là em sẽ bỏ lưỡi hợp kim, nhưng mà lưỡi đẹp luôn ấy. Em sẽ bỏ lưỡi đẹp luôn. 450k mã 18. Lát mình bài luôn. Rồi, con này nó bị mất thắng rồi anh em nha. Em sẽ bù lại cái lưỡi rất là đẹp cho anh em luôn. Bỏ vô luôn. Mã 19 giá 300k, con này còn cử luôn, hàng Shindawa anh em nha. Đó, con này 650W, lưỡi răng thưa mà nó ráp lưỡi ngược sao ta. Mã 19 giá 300k anh em nha, con này là đem ra lắp ráp lưỡi lại, lưỡi bị ngược nè, thấy không, thấy lưỡi ngược không, bảo quan bên lắc được lại. Rồi mã 20 giá 400k nè, con này hàng Hitachi còn thắng luôn anh em nha. Dây không nối, mắt dài luôn, lưỡi 190, nó 1050W. Em chỉ đọc vậy thôi anh em nha, còn mấy cái mã số là bơi 7 bơi này, lưỡi 185 chứ bơi s bơi 7 bơi này thì em đọc nó hơi lâu á. Đó.
em đọc cái công suất lại cái lưỡi thôi. Rồi. Rồi. Mã 20 giá 400k. Rồi, đưa đi. Rồi, con này là mã 21. Mã 21 giá 400k luôn. Con này lưỡi bao nhiêu cũng không biết luôn. Lưỡi 190 á. Này em bỏ đăng bỏ lưỡi 190 nè. Con này máy nặng lắm. Con này công suất lớn nè anh em. Giảm điện cho em. Dây thì không nối luôn. Dài. Rồi bấm đi. Con này mắt dài luôn. Mắt nặng luôn á. Đó. Đó. Rồi đưa ra. Đây con 21 giá 350k. Con này lưỡi hợp kim anh em nha. Đới nhôm. Hàng Hitachi. Bóp đây. Nó còn dây điện bị gì đâu. Làm phít. Bóp đây. Con này lưỡi 165. À 160. 670W. Anh em nào có một cái ổn áp Leo 1000 một ký xài gia đình thì con này xài được anh em nha. Đới nhôm thẳng nhìn ok, nó đi nhìn nó rất là gọn. Rồi nữa nó dây thì nhỏ mà dài. Rồi, 350k, mã số 22. Rồi. Em bị mất nãy quên ghi số 23 rồi. Bỏ 23 anh em nha. Giờ bỏ 24. Giá 300k đây. Dây điện không nối anh em nha. Dài. Bóp nha. Bóp. Đó. Con này hàng Hitachi lưỡi 160, 670W. Lưỡi hợp kim. Còn ngon anh em nha, nó xét thôi, anh em về nhà xài chừng vài ba ngày thôi là nó sẽ cái lưỡi nó sẽ sáng lại. Đó. Để lâu ngày không xài nó xét anh em. Quan trọng là cái hộp kim của nó còn. À, con này là con móc rảnh. Móc rảnh xéo nè. Đây. Cử kiết rồi vẫn còn. Hàng Makita. Dây cũng tương đối là khá là dài. 1050W. Nó 12.000 vòng trên phút anh em nha. Test con này dở lên em. Cắm điện vô dở lên nó ăn gạch men á. Rồi, con này mã 25E, giá 300k anh em nha. Rồi 26E giá cũng 300k luôn. Con này hàng Hitachi đới nhôm. Có thắng luôn. Nhưng mà ngoại hình của nó thì nó không được đẹp á. Anh em giờ vệ sinh lại thì nó sẽ đỡ hơn tí xíu nha. Cái này thì em chỉ vệ sinh sơ sơ thôi. Anh em giờ vệ sinh lại giùm em. Lưỡi 165. Nó bao nhiêu watt này? 760W. Đó. Đây, Hitachi C6 BA B2 nhá. Rồi. Lưỡi hợp kim, còn ngon, răng thưa. Dây điện nó cũng hơi ngắn. Tầm 2 mét à. Đưa đi luôn em. Rồi, tiếp tục con này con 27. 27E giá 300k. Hàng Ryobi, nó 165, tầm con này tầm 670W anh em nha. Đó. 27E giá 300k, con này có thắng luôn. Lưỡi hợp kim còn ngon. Rồi gắm điện cho bóp em. Dây không nối. À, dây không nối anh em nha. Đó, nó bị tét ruột gà như đây thôi. Nhưng mà không có nối. Dây thẳng. Rồi 27 đưa ra. Rồi đây là con cuối cùng là con máy gỗ anh em nha. 28 con. Lô này em lên 28 con. 28E giá 350k. Dây thì em nối nè. Đó. Nói khúc dây. Đó. Anh em nhìn thấy dây rồi.
em chỉ độ nó tầm 3-4 mét thôi. Con này size 6 BG đới Atimon, lưỡi hợp kim còn ngon. Con này nó còn thắng nhưng mà hơi chậm anh em nha. Đó, em test anh em nghe em cũng biết rồi. Em đồ lại cho rõ thôi. Rồi, tiếp tục. Đây là con 29, ship qua nó luôn nha. Ship qua nó luôn. Con này con 29, con 2 chiều, con đảo chiều đầu kẹp 13 ly. Đó. Công suất nó bao nhiêu rồi? 620W, đầu kẹp 13 ly anh em nha. Đó, con này 400k. Dây không nói, có luôn hẳn luôn cái đầu mở nó còn dính ngay dây luôn. Ngay dây riêng của nó luôn. Đầu kẹp 13 ly 620W. Tay cầm đầy đủ. Bóp. Bóp đảo chiều. Rồi, ok. Giá của nó là 400k, mã 29E. Rồi. Con này mã 30. Giá 150k, đầu kẹp 6 ly. Hàng Toya 220W. Đó. Dây thì nó dây đinh nhưng mà nó bị đứt ngay đây á. Còn đây có đầu mở luôn anh em nha. Đó. Rồi, giá 150k, mã 30E, khung 1 chiều. Còn cái này khung sắt khung gỗ, khung 1 chiều là chỉ có khung sắt khung gỗ thôi anh em nha, không có đảo chiều với lại không có khung tường được, nó không có buốt. Đó, giá nên giá thành nó của nó chỉ có 150k là bao ship về đến tận nhà luôn. Đó, rồi. Con này công suất nó hơi yếu, dùng việc nhẹ gia đình thôi, những bác nào lớn tuổi dành cho những bác lớn tuổi. Đó, rồi. Mã 30, giá 150k. Đây mã 31. Yeah, cũng 150k luôn, con này đầu kẹp. Con này bao nhiêu watt đó ta? Đầu kẹp 10 ly. 210W. Rồi, đưa. Rồi. Hàng Ryobi, đầu kẹp 10 ly 210W. Đưa đi, 150k, mã 31. Con này mã 32 nó cũng 150k y như con kia luôn anh em nha. Đó, bấm đi, gắp vô mấy con này thì bấm nhanh luôn. Rồi. Đó, mã 32 150k. Ngoại hình của nó đây, đây mấy bác nha. Rồi. Mã 33. Con này là con vít thạch cao. Con này con là Hitachi. Mũi 5mm. 480W, 4500 vòng trên phút. Rồi, con này hơi mạnh. Dây em nói anh em nha. Đó, em nói đây. Nói mà có xấu quá thì anh em giờ tháo ra nối lại giùm em cái. Đó, giúp nha anh em. Đấy, mã 32. Con này vít thạch cao nhưng mà em tháo ra là mũi nó cũng rất là dễ thay nè. Đó, đưa vô bắn vít luôn, đảo chiều đây. Cắm đi vô. Nó chạy luôn rồi nè. Con này 480W là hơi cũng hơi mạnh á, hàng Hitachi. Nói chung là xài ok, tay cầm đầy đủ. Rồi, mã 33. 33E giá 200k. Đưa đi. Đây, mã 34. Giá cũng 200k luôn, con này đầu kẹp 10 ly. Hàng Makita nó 400W anh em nha. Đưa vô cắm đi. Con này hàng Makita nó 400W. Nói chung là cũng hơi yếu. Con này con sắt không gỗ anh em nha. Không tường được. Rồi đưa đi. Ra lù qua một đống luôn em. Rồi con này mã 35. 250k. Con này là coi như biết nó cao hơn con kia là tại do dây nó quá dài anh em nha. Dây này là dây lớn luôn. Đầu kẹp 13 ly, hàng Hitachi. Nó 700W, con này hơi khỏe luôn. Bấm đi. Có thắng luôn. Rồi. Dây dài, có thắng. Đầu 13 ly. Rồi, hết chức năng rồi. 250k, mã 35E. Đây. Rồi tiếp tục con này mã 36, giá 200k, đầu kẹp 6 ly, coi 6 ly hay 10 ly em? 6. 6 ly bao nhiêu watt á?
290. Rồi 290W, hàng Makita đầu kẹp 6 ly. Dây điện thì không nối, dài. Rồi bóp em. Những con khoan một chiều này nó chỉ có con sắt con gỗ anh em nha. Rồi, đưa đi, mã 636, giá 200k. Rồi đây. Con này mã 37, giá 250k, đầu kẹp 13 ly, tay cầm. Nó 570W. Còn đâu mã nhiêu quên ha? 37. Mã 37 250k anh em nha. Đó, rồi mã 38. Con này đầu kẹp 10 ly. Đó, 380W, giá 200k, mã 38. Dây nối anh em nha, dây là em nối á. Nó 2 xích. Rồi đây là con 39, con này là con khoan búa, nó khoan được tường bê tông nhưng mà nó lại không có đảo chiều anh em nha. Đó, đầu kẹp 13 ly. Đây, còn đây hai chức năng là búa nè, và khoan thường, khoan sắt, khoan gỗ và khoan tường, nhưng mà nó sẽ không có đảo chiều. Đó, cái loại này là không có đảo chiều. Đầu kẹp 13 ly hãng Hitachi. Đây nó còn đầu mở luôn nè. Để 14 ly luôn. 330W. Đó, bóp nha. Đó, búa nó giọng anh em nha. Rồi. Đảo rồi. Búa, chuyển qua chế độ búa là cái này đưa ra đưa vô là giọng kịch kịch kịch. Rồi đảo qua. Rồi. Rồi đây, rồi bà xúc. Mã 39, giá 400k anh em nha. Đó, dây thì không nối. Từ từ bỏ dây ra cho quay cái em. Rồi có đầu bỏ theo luôn, dây rinh luôn. Đưa đi. Rồi con này mã 40 nè, giá 150k, đầu kẹp 6 ly hàng Hitachi. Con này con tầm khoảng 250W, làm việc nhẹ anh em nha, con sắt không gỗ, việc nhẹ thôi. Bóp đi. Ok, đi ra luôn. Mã đó mã 41, 200k. Còn đây tiếp tục mã 40 nhá. Đây, mã 41, 200k luôn. Con này đầu kẹp 13 ly. Lật lại cái tem anh. Hàng Hitachi nó 620W. Nói chung là khoan một chiều bên em bán toàn bộ là 200k hết, 6 ly hay là 10 ly hay là 13 ly, nhưng mà con nào dây nó dài, nó vượt trội, có tay cầm là nó khác hơn những con này là nó mới lên 250 thôi anh em nha. Còn toàn bộ là 200k hết. Mã 41 200k. Đây tiếp tục con này mã 42 cũng 200k luôn. Con này hàng của Hitachi nhưng mà con này nó đóng tem đồng, mà nó đóng như thế này thì không có công suất trong đó đâu. Rồi con này đầu kẹp 13 ly, mã 42, giá 200k luôn. Ui da, con này dây đã cháy luôn. Riêng con dây này nếu 5-6m thì coi như là rất là đắt tiền anh em nha. Đó, đây mã 43, 200k. Con này là con vít thạch cao anh em nha, nó có đảo chiều luôn. Đó, vít thạch cao có đảo chiều. Con này là khi nào anh em đè bỏ vít vô, đè xuống nó mới chạy, còn không đè là nó không chạy anh em nha. Nó chỉ máy nó chỉ chạy thôi. 435W, mũi 6, mũi nói chung là mũi vít thường. Rồi mã 43, giá 200k. Đây mã 44, con này con 2 chiều, hàng Makita luôn. Nó 710W, đầu kẹp 13 ly, hãng Makita. Rồi bớt đi, có điều tốc luôn anh em nha. Rồi đầu kẹp 13 ly, đảo chiều, có điều tốc đầy đủ, nhưng mà dây hơi ngát. Đó, nó không như con kia, con đầu tiên 400k nhưng mà nó không có điều tốc, nhưng mà dây nó rất là dài. Còn con này thì nó cũng nó có điều tốc nhưng mà dây ngắn, nó cũng 400k luôn. Đưa đi. Rồi con này con 45. Con này vít thạch cao anh em nha. Đó. Có đầu vít không?
bóp máy 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 nó chạy, nhưng mà khi đè xuống là nó mới bắn vít vô, nó là vít thạch cao, đảo chiều đàng hoàng luôn. Hàng Makita rồi, nó dán tem như này là không có đọc được công suất rồi. Rồi. Mã 45 200k. Rồi, hết mấy con rồi. Bây giờ tới lô máy cắt tay anh em nha. Đó, con này mã 46. Nó 300k. Em sẽ bỏ cặp chén vô đầy đủ anh em nha, chén dư giữ cái lưỡi này lại nè. Đó, mã 46E 200k, con này hàng Ryobi. Thân nó dài. Dễ cầm lắm, nó nhỏ mà nó dài anh em nha. Nhỏ mà dài, chất lượng lắm. Coi công suất của nó đâu rồi. Tem ở đâu? Ở đây. Con này 730W anh em nha. Đó, bỏ vô luôn. Kẹp vô luôn. Bỏ kẹp vô cho đầy đủ. Cái đầu này nó dạng con vít nào vô ngay đây mà không phải là nó đổ hay sao, nó có nguyên thủy hả? Nhưng cái ở trong này là nó vừa đủ vô vít luôn. Rồi, bóp đi. Con này là bao khỏe anh em nha. Đó, cái chốt ngay đây nó bị ấy chút xíu nhưng mà không vấn đề gì hết. Dạng vô cứ ngắt ngơ luôn, tháo không ra nè. Đó. Rồi, nó bị hở cái đây tí xíu thôi. Hàng Ryobi. Rồi, con này mã 46, E 300k. Rồi. Con này con mài nước đó nè. Mài nước tay nè, đó, hàng Ryobi luôn. Anh em 250k, mã 47. Công tắc không? Tắt không, tắt lần sau rồi. 210W, đó, mài nước. Rồi. Con này là hàng bơm anh em nha. Đó. Con này là coi như giá lúc đầu của nó là 300k. 300k một con mà gửi mấy mài nước, mài tay nước như thế này mà anh nói ảnh bơm em luôn, giờ nó xả 250 cho anh em luôn. Đó. Rồi. Tiếp tục, con này có 48E 250k hàng Ryobi. 530W đó. Rồi, dây nối anh em nha. Đó, em quay màu xanh là thấy nối rồi. Rồi. Mã 48. 250k. Đây, mã 49, con này là con Makita, từ từ. Rồi. Bấm đây chạy. Rồi. Con này nó 570W anh em nha. Đó, mã 49 Makita. Giá là 300k. Đây, mã 50. Giá 250k luôn. Bấm đi. Bóp lần tay nữa. Rồi. Đây, mã 50. Giá 250k luôn anh em nha. Đó. Rồi. Đây, mã 51. Từ từ, tắt chưa? Mấy con này nó có lưỡi thì coi thử công tắc nó tắt chưa. Con này mã 51 cũng 200. Đó, 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 đó. Mã 51 250k anh em nha. Đó. Con này nhìn xấu xấu thôi chứ nó là thuộc dạng là nồi đồng cối đá luôn á. Rồi rút ra. Con này công suất nó cũng yếu à, nó không có to, không mạnh lắm đâu. Rồi, xong luôn. Không có công suất luôn. Những cái con tem đồng này là đúng không có tem mà nó đóng như thế này là không có công suất.
mã 51 250k, đây mã 52 cũng vậy 250k. Đó. Rồi bóp đi. Con này con Hitachi anh em nha, mất tem rồi. Đó. Mất tem rồi. Hàng Hitachi 52 250k, dây không nói luôn. Con nó dây hơi dài ạ. Rồi tiếp tục con này là con mài khuôn nè. Mã 53 giá 350. Con này công suất nó tầm 410W anh em nha. Dây em nói à. Dây nói á. Rồi. Con này con mài khuôn. Rồi đưa đi luôn mã 53 giá 350k. Rồi, con này là con 54, con 1 chiều 150k nè, đầu kẹp 6 ly hàng Hitachi. 245W. Rồi bóp em nói nhanh quá anh em nghe không? Rồi, đưa đi. Mã 54, 150k. Dây không nói. Đây, con này con boss dây em nói anh em nha. Đó, 350k, nhưng dây đây em nói á. Nói ngay đây. Bóp đi. Con này 580W anh em nha. Mã 55 giá 350. Rồi. Đây, mã 56. Con này 250k hàng Ryobi. 510W luôn. Ở trong là những con này anh em về nhà vệ sinh lại tí xíu, nó là nó nhìn nó mướt mắt hơn tí xíu anh em nha. Tại bên em thì ở trong là em vệ sinh sơ sơ thôi, nhìn nó sạch sẽ tí xíu thôi, cho còn chà ra mà đỡ nó láng cót luôn thì nó em làm không kịp á. Cứ hai ngày em lên một video 100 mấy chục con thì em vệ sinh không kịp đâu anh em, thông cảm nha. Có gì thì bây giờ anh em giúp em cái lấy cặp kiến lửa bỏ vô đó. Rồi mã 57 giá 250k, nó 530W. Bấm luôn em, con này bị nhạt lửa nè, bỏ ra, bỏ luôn. Ra kiểm tra thay lại cặp thang của nó thôi. Mã 57 250k anh em, đưa đây, bỏ cặp chén lửa vô luôn, thay lại cặp thang cho nó. Con này nó bị nẹt lửa nè, thang. Rồi đưa đây, mã 57 anh em nha. Đây mã 58 cũng 250 luôn. Dây con này không nói nè. 560W, con này hàng Trung Quốc xuất Nhật anh em nha, không phải là hàng Nhật nồi, sản xuất Trung Quốc xuất qua Nhật thôi. Con này con Ryobi, con này cũng 530W, mã 59 giá 250. Bóp cái nữa. Dây con này nó không nói anh em nha. Bóp đi. Rồi những cái vấn đề mà máy anh em về nhà xài cũng từng tầm khoảng một tháng mà anh em kêu là máy nó tại sao mà nó vừa chạy mà lâu lâu nó giật một cái, lâu lâu nó giật một cái là vấn đề của nó là hết thang anh em nha. Đó. Khi mà nó không đủ thang là lâu lâu nó chạy nó giật một phát. Đó, anh em thay cặp thang mới vô một phát là nó im luôn. Nó sẽ không còn bị giật nữa. Đó. Nó là như vậy. Cũng nhiều vấn đề anh em hỏi em cho nên, nhưng mà em cũng quên tư vấn cho anh em ơi. Nó thay cặp thang cho hết. Rồi mã 60 con này mà Makita, con này 5 bóp đi. Cặp kén. Rồi cặp kén chưa. Con này như con kia cũng 500 mấy W, quên mất rồi. Con này dây em nói anh em nha. Đó, rồi, mọi bỏ kiểu gì? Bỏ vô một cái sao lọt hay vậy? Ủa, còn cái? Có đủ rồi. Rồi, đem ba con nó qua đây luôn. Hút ba con nó qua đây luôn. Rồi, tiếp tục cho con cái máy cắt tay là hết rồi anh em nha. Lô cắt tay là hết rồi. Còn con này là con 61 là con cuối cùng.
520W, hàng Makita anh em nha. Đấy. Rồi, bớt đi. Dây con này dây em không nói. À đâu, nói khúc này đây. Nói khúc này đó. Rồi. Rồi. Đây. Rồi mã 61, giá 300k. Rồi tiếp tục con này là con mini anh em nha. Đó. Mã 62 150k, con điều tóc đảo chiều. Đầu kẹp auto lock. Đó. Bóp cái đầu lại em. À. Đó. Công suất nó chỉ 70W thôi anh em nha. Con này về dùng việc gia đình sơ sơ thôi. Chứ làm việc nặng là ép nó là nó cháy anh em nha. Đó. Hôm bữa con bác coi như đem lên bắn toàn bắn mấy phát cháy luôn. Rồi nó chỉ có 70W thôi, rất là yếu luôn. Đó, dùng vào việc gia đình, việc nhẹ. Mã 62 150k. Và con này cũng vậy, hai con một cặp. Mã 63 150k luôn. Nó cũng 70W à. Đâu con này 100W, này to hơn tí. Đó. Đảo chiều. Nó chưa đứng này mình bóp nhá lửa than liền. Rồi, đi ra. Rồi, mã 60. Con này 63 rồi, giờ con này 64. Con này hàng tăng đơ. Đây. Hàng Makita tăng đơ 5 mũi, 2 4 mũi à. 4 mũi trên 5 mũi dưới. Rồi. Đó. Rồi, bóp đi. Bóp đi. Rồi. Bóp phải giữ luôn, bóp mình thả chi. Rồi, một mã 64 150k anh em nha. Đi đi. À, tiếp tục con này là con mã 65. Nhìn nó cũ kỹ. Giá 300k, một con bào 65. Bào lưỡi 82 chứ, mã của nó là mã 65 anh em nha, còn nó là lưỡi 82. Đây, bào thì quay lưỡi. Rồi, 1, 2. Nói chung là lưỡi cô ok anh em nha. Không mẻ. Nó bị tét ngay đây tí xíu anh em nha. Đó. Rồi, mã 65. 300k. Đây. Đây là cái gì đây? Cái đây. Rồi. Ngoại hình nó hơi xấu anh em nha. Đó, con này giờ bào gì em chịu quá. Bào gì cũng được, miễn vô bào được. Rồi, con này là hàng Ryobi. Quay đi, con nhìn bay vô mắt anh rồi. Lưỡi không mẻ anh em nha. Đó. Rồi, quay tiếp. Rồi, con này có nút chỉnh lưỡi ngay đây luôn. Rồi. Con này Ryobi. Con trước Hitachi, con này Ryobi 450W, lưỡi 82. Bao nhiêu công suất? À đúng rồi, đọc lại. Bóp đi. Okay. Đưa đi. Con này còn liên lạc ngon lành anh em nha. Đó, mã 66 350k. Đây. Rồi, dây không nối. Đây, mã 67. Con này 400k anh em nha. Rồi. Lưỡi 82 luôn, con này hàng Hitachi. 460W. Rồi răng cổ nó như thế nào? Nó xét rồi anh em nha. Đó, nhưng mà rất là bén luôn. Lưỡi không mẻ không gì hết. Con này lưỡi trên thì mẻ nè. Lưỡi trên miếng ở đây một miếng anh em nha. Đó, anh em thấy không? Nhìn kỹ không? Đó, em chỉ vệ sinh ở trên ở dưới em không vệ sinh. Lầu trên sạch sẽ. Mã 67 400k. Rồi, gắn điện vô. Dây không nối không?
test biến nè. Rồi. Con này nguồn hình nó còn sáng sủa hơn mấy con kia. Đây, bào Makita 85E 550K. Đấy. Quay lưỡi. Chỗ này nó hơi sượng tí xíu thôi anh em nha, không phải mỉa. Nó không mỉa nó sượng. Rồi, cái lưỡi này khỏi con. Rồi, con này mã 86, 550K. Rồi. Con này mã con nó mã nhiêu á? 68. Mã 68. À, quên, em đọc lộn rồi. Em nhìn ngược em đọc lộn. Con này mã 69 600K, con này đẹp hơn con kia anh em nha. Đó. Lưỡi đưa ra, tiếp cái nữa. Rồi. Cái lưỡi nó xét nhưng mà không mỉa một chút nào luôn, cực kỳ bén luôn. Con kia nó bị mất cái nắp này rồi, con này còn nắp này anh em nha. Con kia bị nắp, mất nắp đạn. Rồi. Mã 69 600K. Rồi, 70 cũng 600K luôn. Từ từ em. Sớp kẹp lưỡi nó còn ghim. Lưỡi này, coi cái này thì khỏi còn phải coi rồi. Rồi con này. Con này lưỡi bao bao sáng luôn. Rồi, mã 70. Giá 600K. Rồi, tiếp tục, con này là con 71 giá 650, con này lưỡi 120 anh em nha. 110 anh em nha. Đó. Lưỡi 110 nó 1050W. Lưỡi nó. Đây, lưỡi bao bao ok luôn. Từ. 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 Chỗ này hơi sượng tí xíu anh em nha. Đó, còn phần này là ngon. Cái kia thì đẹp rồi. Cái gì? Nó bị bởi rồi. Rồi, không sao, bỏ. Con nào cứ bởi bỏ. Nó bị dính cái bạc đạn ở đây nè. Rồi, bỏ đi. Bởi mấy miếng nhựa luôn. Rồi. Bỏ con số 7 bao nhiêu? 71. Rồi, 72. Con này 600K anh em nha. Đó, mã 72. Rồi. Dạ dạ rồi. Mã 72 600K. Đó, một lưỡi 82 luôn anh em nha, y như con kia luôn. Mã nó 1900B. Nắp bạc đạn còn nguyên. Rồi, bóp đi em. Tiếp tục, con này mã 73, con này cắt chặt tay phải anh em nha. Đó, nè, lưỡi còn luôn. Lưỡi hợp kim. Từ từ em, đừng ngắm điện. 640W. Rồi, mã 73, giá 300K. Cắm vô em. Rồi, còn thắng luôn. Rồi. Đới nó cùng cong tí xíu và bẻ lại anh em nha. Đó. Hơi cong tí xíu. Rồi, mã 73, giá 300K. Đưa. Còn đây là con cư lọc mã 74. Giá 400K. Rồi, bỏ luôn. Đây, nó điều tóc đá lưỡi đó. Đầy đủ anh em nha, điều tóc trên. Bấm em, bấm đi vô. Rồi, điều tóc này. Đó, rồi. Con này hàng Hitachi 720W anh em nha. Rồi, đưa đi. Ông bên nha. Mã 70 74.
giá 400k. Ở đây mã 75, con này hàng Ryobi 250k, nó 220W, cửa lọng có con này xài giờ xài gia đình thôi anh em nha. Đó, nói chung 220W thì nó hơi yếu á. Rồi bấm đi. Rồi. Đi mã 75. Giá 250k anh em nha. Rồi, vô đi. Con này 76. Cũng cưa lọng luôn. Cưa lọng là máy em kèm thêm một lưỡi anh em nha. Bất cứ con nào em sẽ kèm thêm một lưỡi làm mẫu cho anh em. Còn nếu anh em muốn mua thêm thì em sẽ có luôn lưỡi mới anh em nha. Đó. Mã 76, con này hàng Hitachi. Nó 380W, bác em. Bác là ngon. Rồi, nó con này nó có đá lưỡi nha anh em nha, không có điều tóc. Rồi. Ngoại hình của nó thì tương đối khá ổn. Tem mạc thì cũng còn nguyên. Này thì lên xuống thì vẫn còn luôn. Rồi, dây không nói. Đưa đi. Mã 76, 350k. Đây, mã 77. Con này 300k, dây dài anh em nha. Đó. Điều tốc đảo chiều. Con này nó có 125W, đúng chính xác luôn. 125W anh em nha. Đó. Từ từ lấy cái khánh lâu cái thằng ấy. Bỏ con máy xuống cái nó vô luôn con máy luôn. Rồi. Rình con máy lên đừng có kéo, kéo nó vô lắm. Nhớ không? Mã 77, giá 300k anh em nha. Đó, dây của nó đây, em nói nè, nhưng dài lắm. Rồi, đưa đi. Tiếp tục con này là con 78. Con này nó mạnh hơn con ngày hôm qua em ngày hôm kia. Em like nha. Đó. 1050W Makita 3600. 23.000 vòng trên phút. 110V. Đó, 1050W. Dây của nó không nói. Mã 78, giá 1,2 triệu. Con này cốt 12 anh em nha. Đó. Rồi, đưa đi. Con này 79, con này giá 200k. Con trà rung. Con này hàng Trung xuất Nhật anh em nha. Đó, điện 100V. Nó cũng 100W luôn. Mất cái miếng xốp ở dưới rồi nên dỡ lên, đừng có bóp đi. Đó. Đây kẹp nhám anh em nha. Đó. Trà rung. Mã 79, 200k. Đây là con máy thổi 80. Và em xin nhắc lại cho anh em nhớ giùm em cái nha. Anh em chốt lô này anh em đọc cái ký hiệu E giùm em nha anh em nha. Tại vì có vừa cách đi 2 ngày em mới lên một lô á. Nhiều anh em mới vừa xem cái lô đó mà điện thoại chốt lỡ mà trùng mã thì coi như là gửi đi mà lộn máy thì chạy về ship hai đầu tội em nha anh em. Đó là coi như anh em thông cảm để chú ý cho em tôi sẽ tí xíu. Rồi. Con này nó 350W. Máy thổi. Hãng gì đây? Everyday rồi coi như thôi bỏ đi. Dây không nói anh em nha. Quay đầu thôi. Rồi. Mã 80, 250k. Rồi tiếp tục con đây là mã 81, con này cũng 200k luôn. Vít thạch cao đảo chiều hàng Hitachi. 340W. Đó. Con này vít thạch cao là anh em bỏ vít vô đè xuống nó mới chạy anh em nha. Còn nếu mà bấm như thế này chỉ có máy chạy thôi, chứ còn cái đầu nó không chạy. Rồi tiếp tục con này là con đột tôn. Hàng Makita. Mã 82, giá của nó là 800k anh em nha. Đó. Đây,
Đột tôn được 3 ly 2, 660W. Đây, đây em để 3 ly 2. Rồi ở đây để 2.5, từ 2.5 đến 3 ly 2 sao. Cái này vấn đề này thì em thua. Ngoại hình của nó đây anh em. Nhựa thì coi như lâu em lâu anh phát thì màu rất đẹp luôn, còn trên này thì coi như nó vệ sinh không kỹ. Anh em nhờ, nếu hút con này về thì coi như là đánh bóng nó lại giùm em cái. Đó, dây nguyên thủy. Đây. Rồi, con này là mã 83, giá 850, con này hàng Ryobi. Nó dở lên em. 1050W. Máy nó y hình luôn. Là cộng thêm một mũi. Mũi này cũng mũi của nó luôn nhưng mà nó hơi tà rồi anh em ha. Đó. Máy kia một mũi đó, y hình luôn. Đó đi. Bao cho anh em về đến nhà đục thoải mái anh em nha. Đó, còn trên này thì em chỉ test máy chạy thôi chứ em không có dám đợi xuống đục. Đục luôn là đi luôn cái nền luôn. 83, giá 850, 1050W, hàng Ryobi. Đó, gửi y hình luôn. Dây zin dài. Đưa đi. Rồi, con này mã 84, giá 700k. Máy kèm thêm một mũi đục anh em nha. Em có mũi đó nhưng mà quên ráp rồi. Rồi bóp đi, test máy thôi. Nói chung là riêng máy đục em bao cho anh em về đến nhà là đục thoải mái. Lật lại. Đó. Rồi, con này đục 38 anh em nha. Đó. Đây để đục 38 1050W. Đấy. Rồi, đưa đi. Lật lại. Rồi, con này là con máy cắt tay. 85, giá 500k. Rồi. Con này cốt bao nhiêu vậy? Cốt 125. Mất thông số rồi, nhìn cái cốt độ thôi. Mã 85, giá 500k. Rồi, đưa đi. Mã 86, con này là con khôn một chiều anh em nha, đầu kẹp 13 ly. Dây cực kỳ dài. Đó, dây zin của nó luôn á, cực kỳ dài luôn. Dây trên 5m. Giá nó 250 anh em nha, đầu kẹp 13 ly hàng Hitachi. Nó 620W. Rồi bấm đi. Đó. Đưa con dây ra. Rồi, mã 86 250k. Đây, mã 87. 750k, máy kèm thêm một mũi. Con có mũi luôn anh em nha, đó. Nói chung là test cho anh em nghe tiếng máy thôi. Còn mũi thì em sẽ bỏ vô sau. Con này là đục 42, 1140W. Đó, giá của nó là 750, mã 87 anh em nha. Đó. Em ghi chữ 6 anh em đọc không được thì nghe em nói. Em đọc mã luôn, đọc gì đọc giá luôn. Này mã con đây nè. Bắt lộn rồi. Mã 8 mấy rồi? 87 đúng không? 87, 88, bắt 88 ra. Test từng con thôi. Con này dây nói nè, nhưng mà em không biết cái là cái con này xài vô cái việc gì luôn. Này nó có ống ngay đây. Bơm nước oxy cá cái gì đây. Đọc đổi chữ toàn tiếng Anh không em đọc không được. Rồi thu luôn. Test máy em. Đó. Gắm điện vô chạy anh em nha. Nó dây em nói thôi. Dây nó tùm lum hết. Mã 88, 400k là bao ship luôn. Này nó chạy vô gì, nó kêu cục cục vô trong này. Cát. Cát hả? Cát vô. Rồi, ta gắm, thả. Thả ra coi. Thả ra được không? Rồi chịu luôn, rồi đưa đây luôn. Mã 88 giá 400k, anh em nào đã xài con này rồi thì ủng hộ cho em đi đỡ chặt nhà anh em nha.
Rồi con này có mẫu đồ mỡ luôn nè. Rồi mã 89 giá 200k. Con này nó rồi con đầu kẹp 6 ly. Hàng Hitachi. Công suất nó thì 255W. Mã 89 250k anh em nha. Đó, dây em không nối luôn. Đầu kẹp thì nó vẫn còn. Đưa đi. Rồi, tiếp tục con này là mã 90. Hàng Hitachi. Lưỡi 82 nó 460W. Đây. Dây nó dây rin nó nhưng mà nó cũng hơi xấu xấu tí xíu nè. Bấm gắm điện em. Đây, gắm điện soi lưỡi rồi. Dây co ro thì coi như thì còn ok. Lưỡi. Anh không có bấm không? Rồi, lưỡi một cái đi. Rồi. Lưỡi bao bén luôn. Mã 90 400k anh em nha. Đây mã 91 con này 350k hàng Ryobi nó 610W hay sao? 630W có điều tóc anh em nha, điều tóc ngay đây. Đây. Đó, bóp giữ lại. Con này bao khỏe luôn anh em nha, có điều tóc luôn. 350k. Rồi. Mã 91. Đưa đi. Dây không nối luôn, dây rin. Đây, con bot. Mã 92 giá 850 anh em nha. Đó. Rồi. Đầu kẹp. Dặn đây. Dây con này là dây rin luôn. Rồi. Đảo chiều lại. Điều tóc đảo chiều đầy đủ anh em nha. Rồi, cái này dặn chức năng. Số hả? Đặt bóp sao dặn. Rồi, con rồi cái nó cho nên là chức năng không tường không bú anh em nha. Rồi, bóp. Đó. Còn trên này cái kia nó cái gì đây? Điều tóc. Điều tóc hả? Trên này điều tóc này không tường không bố à, không bố không tường anh em nha, không bê tông á. Rồi, coi công suất của nó vậy. Một trăm watt. Con này nó 1100W anh em nha. Hàng made in New Zealand gì đây? Bỏ đi. Mỹ. Không. Nơi cho lợn của Mỹ đầu này. New Zealand. Ui đà mà của Mỹ. Rồi, con này con mã 93 giá 750k. Đục mã 42. Đó, đục hơn không phải, đục ký hiệu nó 42 nó 1140W. Đó, bóp đi. Máy kèm thêm một mũi anh em nha. Đó. Dây của nó đây. Dây nó dây nhỏ. Sao con này dây nhỏ biết. Rồi. Con này. Mã 94 cũng 750k luôn. Con này con Makita. Lật lại công suất của nó đâu em. Rồi nó mất công suất rồi. Bóp đi. Con này đi sao rồi? Gì có thắng luôn hả? Đục. Đục nhưng mà có thắng tài. Quái dữ ra. Không hiểu nha. Đục nào không có thắng. Con này chạy rất là ngon ok luôn anh em nha. Nó bị cực lệ hết thang, đem con này ra thay thang là xong. Thay cả lại cái thang mới. Ngon. Đó, giá nó 750k máy kèm mũi luôn anh em ơi. Đây, mã 95.
giá 500k anh em nha. Đó, một con bào rất to luôn, lưỡi 136. Đấy, lưỡi không mẻ luôn anh em nha. Đó, dây thì nói nhưng mà dài, nói ngay đây, nói nhưng mà dài. Máy nó ngồi hình nó rất là xấu luôn, cho nên là em bán cái giá này bao ship. Đó. Mã 95, giá 500k. Đó. Là em bao ship cho anh em về đến nhà luôn, là mất gần trăm ngàn ship rồi anh em nha, 80.000 ship rồi. Đó. Con này mã 96 cũng y như vậy luôn. Đó. Con kia dây cũng nói luôn. Đó. Cắm gì em? Con này lưỡi bao nhiêu rồi? Biển à? Con này lưỡi 155 hả? Rồi. Con này lưỡi 155 anh em nha, to lắm đó. Lưỡi to hơn con kia luôn, bớt đi. Rồi, mã 96, giá cũng 500k luôn anh em nha. Đó. Qua này chết đi, kéo chuyện nó mệt. Khăn đâu à? Lâu rồi. Đây, mã 97, cũng 500k luôn. Con này là con móc rảnh, dây nối, mở được mũi 4 ly 6. Cử kiếp nào quấn con, lật lại em. Tết mấy con này lật lại là nó có mũi, cái mũi nằm dưới đó. Rồi, mũi con này là mũi nhỏ anh em nha. Nó bỏ được mũi 4 ly 6, mà mũi nhỏ. Đó đây. Rồi, kháng thiết còn luôn, bóp cái nữa. Rồi, ok. Cái đây mã 97, giá 500k. Dây em nói ngay đây anh em nha. Đó. Rồi. Con này con 98, giá 550k. Cử vẫn còn luôn nhưng mà không có lưỡi. Con này không có lưỡi anh em nha, hàng Ryobi. Nó 1100W, gấp điện vô. Dây thì dây đinh luôn, bao dài. Vĩ đại luôn. Rồi, đưa đi. Mã 98. Đây, mã 99 cũng 550k luôn. Còn riêng con dây này coi như là 9 mét nè. Đó. Con này cũng có lưỡi nhưng mà lưỡi nhỏ anh em nha. Đó, lưỡi nằm ở trong, lưỡi nhỏ. Có miếng bảo vệ như này đây. Rồi. Bóp đi. Rồi, mã 99, 550k luôn. Rồi, 100. Con này bào 155 anh em nha. Bào 136 chứ. Giá 800k. Rồi, bớt đi. Rồi, 101, 102 đâu. Con này 101. Con này lưỡi 136 luôn, giá 600k. Đẹp hơn hai con kia nên giá 600.000. Đó, hai con kia 500, con này 600 anh em nha. Bóp đi. Lưỡi còn ok anh em nha. Đó, rồi. Dây thì dây đó, lật quăng dây vào đây. Không nói. Đó. Rồi, đưa đi. Mã 101. Rồi, con này 102. Con này thì len keng luôn. Con móc rảnh. Giá đó 1 triệu. Này, nhìn con dây của nó. Nói chung là con này thì đưa cái cử ra. Dặn cái cử ra. Đó, rồi test đi.
đang thiết còn luôn anh em, bấm cái nữa. Rồi, ok. Rồi, như hình luôn anh em nha, 1 triệu. Mã 102. Phải không? Đó, 102. Rồi, đưa đi. Rồi, con này mã 103. Cũng 500k một con luôn anh em nha. Đó. Bào 136, đời Napoleon. Rồi, gắn điện đây. Từ từ bóp nha. Đó, cái lưỡi đó rồi. Miếng ở đây khúc anh em nha, miếng này miếng nè. Rồi, cờ lưỡi này còn nguyên. Ok, lật lại. Rồi, dây này nói anh em nha. Đó. Rồi, 500k, 103. Rồi, tao bây giờ em nói 100 con nói hết nổi. Rồi, tiếp tục 104. Con này 5011. Bơi 1120W. 104, giá nó là 550k. Dây rin không nói. Lam thì hơi ngắn thôi, lam xích rin hết luôn. Đây. Xích bên em có là xích mới luôn anh em nha. Đó. Bây giờ là đây là xích 7, cho nên là nói chung là xích 7 là nó sẽ bị cùng. Giờ nhà xài tạm thôi, còn nếu mà nó mà xài chuyên nghiệp thì nó cắt lâu lắm. Anh em nếu mà anh em là đặt xích mới thì liên hệ em, chụp hình cái mã con máy qua cho em là em đóng xích mới cho anh em luôn nha. Rồi, con này bơm nhấc tay anh em nha. Đó. Con này bơm nhấc tay. Rồi, mã 104, 550. Đây, mã 105, 25k. Con này làm này bị kẹt rồi, sao bỏ vô đây. Bỏ ra, bị bởi rồi, thấy bị bởi bị kẹt rồi. Con này ẩu rồi ta. Rồi, con nào mà bị như thế là bị vấn đề là em bỏ ra hết. Cái làm nó bị cong kìa. Thấy làm nó cong không? 106, giá 700k. Con này 1330W. Rồi, bơm nhấc tay anh em nha. Đó, nó bơm nhấc tay 1330W. Con này nó làm 35, dài 35cm nè. Đó. Ngoại hình của nó đây, dây thì dây rin nó nhưng mà nó ngắn lắm. Rồi. 106, 700k. Đây, 107. Con này nó bơm nhớt tự động anh em nha. Đó, làm xích là toàn bộ là rin hết. Hàng con này hàng Hometu, hàng Trung Quốc xuất Nhật. Nó 850W. Đây, làm xích. Giá nó là 400k bao ship. 108E. Trang đó, Hometu. Đó, rồi. Đây, 109. Con này 109. Giá nó là 400k nè. Con này hàng RIB anh em nha. Hàng RIB, nó 1150W. Làm nó dài 36 gì em biết. 36 hả? À đúng rồi, làm dài 36. Rồi, gắp vô. Từ, đợi em 2 phút cầm điện thoại lên. Rồi, em đã trở lại. Tiếp tục. Mã 110, giá 450 nha. Con này nó 1000 đâu? 800W, hàng Ryobi. Con này bơm nhấc tay anh em nha. Đó, có khó lưỡi đúng không? Giật cái khó lưỡi ra coi. Đó, rồi. Khó lưỡi nó hơi cứng anh em nha, đẩy cái lạ ra.
nhưng mà cũng không còn khó chi. Rồi mã 110 giá 450. Đây 111 cũng 450 luôn. Con này hàng Shindawa anh em nha. Đó. Con này nó mất tem, mất nhỏ hết luôn rồi, không còn gì hết. Con này làm nó ngắn nè, làm con này hai mấy 29 thôi. Con này bị đứt dây điện rồi. Đứt dây rồi, bỏ ra đi. Rồi, con này mã 112, 450, con này đem đóng xích mới luôn rồi anh em nha. Đó, anh em nhìn còn là xích nè. Em đóng xích mới luôn rồi đó. Con này nó bơm nhất tự động nè. 1100W, đời nó hơi cổ thôi. Nhưng mà con này em đóng xích mới luôn rồi. Rất dài luôn. Đó, rồi đưa đi. Rồi 113. Con này 700k hàng Ryobi, con này cốt liền anh em nha. Nó 1300W nè. 1300W. Làm nó dài. Nó dài bao nhiêu sao thì biết đây. 36. Có khó lửa không? Con này khó lửa nhẹ nhàng lắm anh em nha. Đó. Đưa ra dạng cái là khó rồi. Đó, 113, 700k. Đó. Dây không nói. Nói không? À, không. 113, giá 700k. Rồi, 114. Con này con cắt vải công nghiệp. Một giá của nó 1,2 triệu anh em nha. Đó. Từ từ đừng cắm điện em. Lưỡi nó vẫn còn bén anh em. Đó. Rồi. Hàng gì đây? Nó chịu rồi. Rồi. Thả ra. Chạy em ru à. Rồi anh em nhà nào có vải, có sử dụng mấy vải thì ủng hộ về con này nhá. 114. Đây 115, con này 650k hàng Shindawa, nó cũng là máy cốt liền luôn. Con này bơm nhất tay ở đây anh em nha. Đó. Dây của nó là dây rin luôn. Không nói. Bơm nhất tay. 650. Mã 115. Đây tiếp tục mã 116, con này hàng Hitachi, con này cắt bê tông nè, cốt 208. Cốt nó 208 nè, lưỡi giá nó một, mã nó 116, giá 1 triệu, lật lại. Công suất nó bao nhiêu á? Tên rồi. 1430W anh em. Lật lại. Rồi. Đưa xa xa ra. Đợi cho nó đứng là bóp lại cái nữa. Rồi. Rồi. Con này nó có khởi động mềm luôn anh em nha. Đó. Giá của nó là 1 triệu. Đây. Rồi đưa ra. Rồi tiếp tục con này là mã 117. Giá 900.000, con cắt gỗ, lưỡi 308. Nhưng mà lưỡi con này là lưỡi không phải lưỡi hợp kim anh em nha. Đó, lưỡi răng thưa. Không phải lưỡi hợp kim. Dây rin không nói. Rồi bấm đi, đứng lên test em. Rồi. Đó, thích. Đó, mã 117, giá 900k, lật lại em. Cập ra lại. Đấy. Cập lại đó, ngoại hình của nó đây. Rồi, đưa đi. Rồi, tiếp tục con này là mã 118. Con này hàng Hitachi. Lưỡi 290. Đấy.
ngoài nó chạy sơn xước xước. Con này cũng không phải lưỡi hợp kim luôn anh em nha. Đó. Giá nó 750, con này lưỡi 290. Gắm dây điện vô. Tết đây. Rồi, đưa ra. Rồi. Máy còn tháng luôn, lưỡi 290. Dây thì không nói, dây zin. Đưa đây. Rồi, còn một con không tua chậm đây anh em nha. Đó. Mã 119. Ồ, mã kêu 118 hả? 119. Rồi, con này không thu chậm, mã 119, giá 550. Đầu kẹp nó 16 ly. Con này 600 vòng trên phút anh em nha. Tu chậm. Nó không có công suất, con máy tìm đồng này nó không để công suất. Rồi, con bu lông này hả? Đó này. Rồi thả ra. Con này hồi sáng chưa tép đúng không? Lấy bỏ vô luôn không? Kẹt nút rồi. 120. Giá 600k anh em nha. Đó. Kẹt nút là không có vấn đề hết. Tích tắc 5 phút là xong. Đầu kẹp 1/2. Cái đầu nó đầu 1/2 không phải là đầu kẹp. Công suất là tem đồng này là nó không có công suất anh em nha. Đó. Như hàng cái này như là hàng của Lắc Đốc Cơ, mẫu dáng y như vậy hay là Hitachi. Rồi, đưa đi luôn. Đưa con này ra chỉnh lấy rồi 7 phút vô công tắc lại. Rồi, 121, giá 650, con Makita móc rảnh. Đó, lưỡi. Lưỡi này lưỡi hợp kim, lưỡi bằng nhôm. Hợp kim, dây coro này. Rồi. Dây của nó thì dây không nói, đó này. Rồi, còn thắng luôn anh em nha. Đó. 121, 650k. Đi. Này, 122. 1,1 triệu. Con này to hơn con này hàng gì? Ni ho. Kệ nó đi. Cái tên nó nằm ở trong này coi như không thấy luôn. Nói chung là con này nó to hơn con kia. Rồi, bấm đi. Dây thì dây rin luôn anh em. Không phải không? Rồi, đưa ra. Con này là con cắt bê tông anh em nha. Nó cốt 28. Giá nó là 1,1 triệu. Lật lại coi. Lật thành mã số nào. Mã nó 122. Rồi đưa đi. Rồi 122 con 223 đâu. Rồi đưa đây. Đưa ra đây. Rồi 123. Con này 850k. Lưỡi nó 260. 1430W. Makita. Lưỡi hợp kim. Con này lưỡi hợp kim bao bén luôn anh em. Lật rồi. Đây. Mẻ một răng ở đây. Lấy. Rồi. Đó, 123. 850k anh em nha. Dây con này em nối cái đèn khúc nè. Nó có xấu xí thì anh em về nối lại nha, để lại. Rồi, tiếp tục con này là con cưa vòng. Giờ hết ngồi nè, giờ anh đứng luôn rồi. Này cái gì đây, cái gì đây? Tháo cái con bằng keo đây là cái chỗ gì chỗ này này. Rồi, con này con cưa vòng anh em nha, đới chân đàng hoàng luôn. Lật lại rồi. Đó, lật lại. Ôi tôi kẹp ở dưới đầy đủ. Rồi. Rồi.
Đấy. Rồi em quay chi tiết con này luôn. Này. Lưỡi rin của nó luôn. Bánh xe lăn nó chạy vô tư. Đó, em test máy anh em nghe rồi. Còn đây là ô tô. Anh giữ. Rồi lắc nó lại. Đó, mã 124, giá con này là 2 triệu anh em nha. Con này hàng bao nhiêu công suất đây? 355W. Đó. Hàng Cosi. Cái ô tô để Cosi ở trên này cũng để Cosi luôn đúng không? Nguyên bộ của nó luôn. Đây. Cosi Cosi. Rồi, giá của nó 2 triệu 124, mã. Rồi đưa ra em. Đây. 125, con này là lưỡi 308. Giá nó là 1 triệu 3 anh em nha. Mã 125, giá 1 triệu 3. Dỡ lên. Đấy, dỡ lên con cái lưỡi này. Có lưỡi này là bao đẹp luôn. Mẻ một, cái này không phải là mẻ nó mòn. Đó. Hợp kim nó mòn thôi nha. Không mẻ. Đấy. Rồi. Con này hàng gì đây? Tô qua. Con này nó 1450W anh em nha. Đó, mấy cái cửa 308 là con nào nó cũng 1400 hết. Ok. Rồi. Up lại. Đấy, ngoại hình của nó đây anh em nha. Nó vệ sinh nè, coi nè. Vô kinh khủng. Đây, dây thì không nói, dây rin to, dài. Đưa ra. Mai đóng hàng xong ta cho lên sóng. Đây, mã 126, giá 1 triệu 1. Hàng Hitachi 308, lưỡi 308. Con này lưỡi hợp kim nhưng mà nó mòn, vẫn còn xài được anh em nha. Đó. Nó mòn thôi. Mòn lại nó cũng mẻ vài ba răng rồi. Rồi, tập lại. Tập lại. Rồi, đó. Ngoại hình của nó đây nè mấy bác. Hàng Hitachi, nó cũng 1450W luôn. Hình như con này là nối dây rồi nè, nhìn cái màu dây là thấy nối rồi, nhưng mà rất dài. Nối rồi, nhìn màu dây biết thôi. Rồi tiếp tục con này là một. Đây, 127, con này hàng Shindawa, lưỡi 305. Đó, một giá nó 1 triệu 2, một mã nó 127 anh em nha. Đó, 1 triệu 2. Hàng Shindawa. No. 4800 vòng. Đó, lưỡi 355. Rồi bóp. Hình nó hơi không được đẹp tí xíu anh em nha. Đó. Đây, để em quay lại cái. Rồi, nghiêng thủy, đưa đi. Con nó mã 127, con này mã 128. Con này nhỏ hơn. Này lưỡi 305. Giá nó 1 triệu 1 nè. Lưỡi sơ sơ anh em nha. Giá nó là 1 triệu 1. Rồi ok, tôi quay ngoại hình của nó đây. Quay xa xa ra cho anh em nhìn nè. Giờ test máy lớn này, đứng lên em quay vòng vòng anh em, chóng mặt tí xíu anh em nha. Đó, rồi. Rồi con này cũng lưỡi 308 luôn. Lưỡi hợp kim. Từ từ đừng cắm điện cũ. Rồi mẻ ở đây, mẻ đây là coi như là không phải là mẻ mà bờ bởi luôn nha, mẻ nữa. Rồi, có cái chỗ đó là hơi bị lợi hại tí xíu thôi. Còn tí xíu nó là vẫn còn ổn định. 129, giá 1 triệu 1. Con này lưỡi 308. Rồi, cũng 1400W luôn.
test em. Rồi, em sẽ test nhanh tới trước. Rồi, đưa đưa. Dây nối anh em nha, đó, nối ngay đây. Rồi, con này. Lưỡi một mã 130, giá 2,3 triệu. Đấy. Lưỡi 216. 4.000 vòng trên phút. Lưỡi 216. Còn công suất nông đợi ta. Đây là con cơ trực anh em nha. Đó. Thanh thiết còn ngon rồi. Rồi, nắp bao dợi. Từ từ, quên đi. Rồi, nắp bao dợi kỳ. Rồi, lưỡi hợp kim nó còn ngon luôn nha. Máy đang quay cầm lưỡi luôn. Rồi, chụp đi. Đó. Đứa nào? Dỡ lên, rồi, xéo. Đó. Xéo. Xoay. Đó. Rồi đủ chức năng anh em nha, xoay xéo 45 độ trượt. Cái bàn của nó thì số thì coi như là khó thấy lắm. Cái này bây giờ cái cách nào để mà còn thấy sơn lại. Đính bóng ra sơn lại. Đó. Còn trên nó thì ok rồi. Đây. Xoay ra. Dây của nó đây. Rồi. Phần sau tớ. Đấy. Rồi đưa đi. Lưỡi 216 anh em nha. Còn đây, con đây lưỡi 250 Makita LS101 1380W. Đó. Con này bỏ ra ngoài. Bỏ ra ngoài. Con gạch men chi. Bỏ ra đây. Con này lưỡi là lưỡi bao sáng luôn. Có gắp điện như vậy. Rồi. Con này 1 tỷ anh em nha, đó, 1 tỷ. Dỡ lên, xay, đẩy tới để lui. Xuống đây, đó. Chụp tới chụp lui anh em nha. Bỏ nó cho nó trong trên, bỏ con máy trong trên nha, đó rồi. Đó, xay. Xay qua 45 độ. Anh số này dưới trà ra là thấy anh em nha. Rồi. Xoay qua. Rồi test máy cắm điện vô. Rồi. Đây, xoay một bên 45 độ. Rồi, giá mã 131, giá nó 3,3 triệu bao ship anh em nha. Rồi đưa vô luôn. Đưa trong đây. Dây rin nó không nối. Rồi con này mã 132E 650K. Con này không có công tắc anh em nha. Chơi trực tiếp luôn. Chạy êm ru luôn. Đấy, 2 viên đá 1 cam. Biết nó mài cái gì mà mài 1 cam không? Rồi, con này 80W. Con này mài dao gia đình ngon anh em nha. Con này nói chung là nó không có cọc tắt thôi. Nối trực tiếp cho luôn. Còn con máy thì sáng bóng lọc. Rồi, đưa đi luôn. Rồi, con em này em Reson. Rồi, mẻ cho ngày này xíu xíu anh em nha. Giá con này mã 133. Giá 550. Nó 180W. Rồi. Cúp điện đưa đi luôn. Rồi. Mã 133. Đây, mã 135. Con này chưa trà vệ sinh sạch sẽ đâu anh em. 35, giá nó con này 2,2 triệu anh em nha. Đó. Con này lưỡi 216. Test đi. Test quay vòng vòng trước đi.
xíu, nó như con kia có khác gì đâu đó. Sáng hơn. Hả? Bấm bấm đi. Rồi, đây. Con để dưới đó luôn. Con đục mọng vuông kẹp phôi 20. Đây, đó. Ngoại hình của nó thì tương đối là sáng sủa. Nó kẹp phôi 20 anh em nha. Rồi, bấm đi, bấm cho chạy. Quay lên quay xuống anh. Rồi. Ok rồi. Đưa qua đưa lại. Rồi. Mã 136, giá nó là 1.800.000 anh em nha. Đó, rồi đưa vô trong luôn. 136, cái thùng trong, thùng ngoài kìa. 136 giờ rồi tiếp tục tới hàng thùng nữa là hết anh em nha. Rồi. Đưa đây. Đây mũi đục, nói chung là có mấy cái mũi, con này chưa vệ sinh luôn à, đưa sát vô một gắp này vô em, lấy lôi đầu ra, chưa vệ sinh luôn, chưa kịp. Anh em nào mà chốt là ngày mai em sẽ vệ sinh xong em mới đóng, vệ sinh sạch sẽ thùng mọng rồi coi như là sáng sủa em mới đóng đi anh em nha. Đó, máy kèm thêm một mũi. Con này bị mắc mũi, em sẽ lấy mũi ngoài của em bỏ vô, mà một quán là mũi của Nhật bỏ vô. Hàng Makita, con này công suất nó bao nhiêu á? 760W. Mai là sạch sẽ lăn bóng liền, lon cốt liền anh em nha. Đó, máy kèm một mũi. Đó, giá 850, nguyên thùng. Bỏ sát đi. Rồi. Đây. Tiếp tục. Này. Máy kèm còn nó có mũi luôn này, nhưng mà em không bỏ vô. Con này con Makita. Đâu, giỡn nữa, đừng có bóp. Coi công suất nó trước. Công suất nó bao nhiêu rồi, nó đợi ta. 1130W anh em nha. Okay. Con này nó mất cái nắp ngoài sau nè. Coi trời trong kia có không? Không có hả? Đăng lý nó phải có cái nắp vòng tròn này nữa nè. Đó. Rồi, bỏ vô. Rồi, phun thôi, như thế này anh em nha. Đó. Hàng thùng em chưa có vệ sinh ngày mai. Ngày mai là em sẽ lau chùi sạch sẽ trước khi em gửi. Quay đầu lại, bỏ ngược rồi. Lại trước đi. Rồi. Mã 138, một thùng 900.000 anh em nha. Đó, 138. Rồi, con này 139. Con này là con bào, mà một thùng thì nó có hai con nhưng mà bị mất hết con rồi. Đó, nó còn con thôi. Anh em nào lấy cái con này về thì có cái thùng này bỏ đồ người cũng được. Đó, đồ người bỏ dưới. Đây. Thùng này thì bao rộng luôn, lấy mấy đây. Đây. Đây, kẹp cử vậy. Đầy đủ luôn rồi luôn anh em nha. Rồi, dỡ con này lên đây. Đó. Con này là y như là nó xài đâu được vài ba lần thôi. Còn láng bóc luôn, lưỡi nó bao đẹp luôn. Dây con rò nó sáng. Được luôn. Okay. Cái thùng này nó còn cặp thang trong đây nữa anh em nha. Cặp thang rinh nó luôn nè. Thang của nó nằm trong đây luôn, nhét cái lại đó. Rồi, full thùng, thùng máy thì nhỏ còn thùng to lắm. Rồi, 139 700.000 em nha. Đó, bỏ lên.
Đây 139 hả? 140 đâu? Đây 140 hả? Có giá chưa? Đây 140. Con này giá 850k anh em nha. Bỏ cứ cắm đi. Con này Hitachi. Con này vệ sinh rồi. Rồi 1050W. Rồi bỏ xuống đây. Máy kèm theo một mũi. Nói chung là máy đục. Con nào em cũng sẽ bỏ vô một mũi anh em nha. Rồi 140. Giá 850k. Một thùng. 141. Con này là con bắn vít. Bắn vít Makita. Nó ba trăm watt chiều tốc thắng. Rồi, ok bỏ vô. 141 giá 500k. Rồi đưa lên. Rồi đây con này 142 cũng nhọn. Rồi bỏ kẹp mũi vô lại cho người thấy. Kẹp cái này lại cái đầu này nó khó kẹp nè. Kẹp vô gì? Ai gỡ? Đó, cái đầu kẹp nó như vậy á. Bỏ ngu quá. Bóp đi. Ủa cái đầu nó sao nó lỏng vậy? Mất lông đền rồi. Lông đền ở đâu? Mất hai cái lông đền. Đây hả? Rớt hai lông đền rồi. Rớt hai lông đền rồi. Ừ. Con này bỏ lông đền vô bán cho người ta làm sao người ta bỏ vô được. Bỏ vô là bỏ thân lại. Bỏ cái lông đền vô là. Cái gì? Đây thì bỏ kiếm lông đền bỏ vô. Còn đợi ông bảo ở đây hết. Kiếm bỏ vô cho mà ráp lưỡi nó nghiêm chỉnh. Bỏ thông ra. Mấy đứa. Rồi, con này mã 143. Chờ nè. 450 anh em nha. Đó, con này là con điều tốc đảo chiều có bú không bê tông. Bỏ vô. Rồi test đi. Dặn lại. Cái loại này là khi nào mà anh chuyển qua cái con búa là nó sẽ không chạy anh em nha. Khi nó đè vô nó mới chạy nè, dặn bằng phát nè. Rồi. Được rồi. Đó, bóp máy nó không chạy, đè xuống. Đè xuống. Đó là chưa. Rồi. Khi nào con búa là mình đè vô nó mới chạy, cái là riêng biệt cái loại này là nó như vậy anh em nha. Đó, giờ dặn qua đây, con sắt con gỗ nè. Bấm em biết máy kiểu vậy điều tóc nè. Rồi ok bỏ lại. Con này nó còn mũi anh em nha. Đó đây không lại lật lại. Rồi mã 143, 450 một thùng. Rồi con đây 144. Con này con không 1 triệu đầu 6 ly hàng với lắp đốc cơ của Mỹ anh em nha. Đó. Đầu 6 hay 10. Đặt lại bên kia rồi. Nhớt nhà hàng nha rồi bỏ vô đi. Nào vụ. Nguyên một thùng chạy em ru luôn anh em nha. Đó, hàng với lắp đốc cơ của Mỹ á. 144 giá 200k một thùng. Rồi, một con này là con 145. 145 giá 550k một thùng anh em nha. Rồi bóp đi. Con này điều tốc đảo chiều không bú. Đó, rồi bỏ qua chế độ bú này. Bật qua. Rồi được rồi. Bỏ xuống lắc. Hả con? Dặn một vòng hơn. Mày dặn hai vòng nó qua tôi sao? Đó. Đó là con búa anh em nha. Rồi trong thùng của nó đây
còn là mũi khoan còn rất là nhiều. Đây, đây là mũi khoan. Đây, có xong để dậy luôn anh em nha. Đó, được mấy cái mũi khoan này. Rồi. Rồi, giá của nó là 550k một thùng, mã 145. Đây 146. Rồi, con đục hàng Ryobi. Con này giá 900k anh em nha. Đó, lôi ra. Nói chung là hàng thùng hồi sáng em lôi ra em chưa vừa xin một con nào luôn á. Đó, im vậy luôn. Con này mũi 17 hết. Bóp đi. Ok. Bao cho anh em về tới nhà đục thoải mái luôn. Rồi, có cái thùng xách đi, gọn gàng. Nói chung là hàng thùng là toàn bộ là dây rin hết á. Rồi, đây lại. Giá 900k, mã 146 anh em nha. Từ từ từ. 146. Rồi, đường 147 thôi. Rồi, con này là con 147, vít thạch cao. Cắm vô. Bấm. Đề xuống. Rồi, vít thạch cao thì anh em cũng đã biết rồi. Khi bấm là nó sẽ không có chạy, đề xuống nó mới chạy nha anh em. 405W nha. Con này. Màu hình nó còn tương đối rất là sáng luôn, còn cái thùng của nó. Đây nha, được. Cái thùng này bằng như vậy. Có gì này không? Đây là cái đầu của nó đây anh em. Đó, dặn vô này. Đó. Còn đây gì đây? Lục giác bỏ vô. Rồi. Bỏ đây vô lại. Bỏ vô. Rồi, quấn về. Mã 147, giá 400k anh em nha. Rồi, 148, con này 500k, con này con búa. Con có búa, này cây gì đây? Kệ đi. Này, có tay cầm ráp vô đây. Con vừa. Còn cái hai. Con này đầu kẹp 13. 12 ly ha. Đầu kẹp 12 ly. Đó, bới. Rồi. Con này hay hàng Hitachi 510W anh em nha, dạng búa ấy, dạng chức năng búa. Đó, nó có chức năng búa là dặn ngay đầu này anh em nha. Đó, rồi. Cắm vô. Đó, một thùng như thế này. Rồi xong. Gắn cái lăng đờn này rất này. Mã 148 giá 500k. Rồi. Đây, 149. Con này thì dây bao dài luôn nè. Bao dài lắm, dài 5 mét thôi. Này thang của nó còn hơn cái ngay này. Mất anh cái rồi. Mất anh cái rồi. Mã 149, con này 450k anh em nha. Con này nó 125W nè. Rồi rồi. Bỏ vô. Bỏ vô thùng này. Rồi, 149, con này 450k một thùng. Rồi, con này 150. Con này 650k anh em nha. Đó. Cái túi để chắn bụi. Hàng Hiu Ti. Chức năng búa dưới đây anh em nha. Đó, dặn qua. Nó 450W Hiu Ti TM. Rồi, một thùng 650. Bỏ vô. Từ từ. Còn 150 nữa kìa. Rồi, còn 151 đưa ra. Con này mã 150 anh em nha, 650. Đây, 151. Là con súng bắn đinh. Đinh dây. Đây, nó có dây đinh sẵn luôn. Dám gì vô. Có cái ghế gỗ nào không? Làm test thương phát không?
này em không cần test đâu. Đó, đinh vít như thế này rồi mình đè vô phát là vít nó bắn cho tới nơi thôi. Rồi. Mã 151, con này 500k anh em nha. Rồi. Quay lại con này 142 đây, bỏ mũi vô được rồi nè. Đó. Rồi mã 142 lật lại. 1,1 triệu một con đó anh em nha, mã 142. Đây, thùng của nó đây. Rồi xong. Tất cả 151 con. Ngày hôm nay em quay 151 con anh em nha. Đó. Rồi anh em coi được con nào gọi trực tiếp cho em nha, tại vì nhiều khi tin nhắn anh em gửi tới em đọc không kịp rồi đâm ra tới khi em đọc kịp rồi trả lời lại là hết, anh em chửi em hoài. Đó, rồi. Một cái vấn đề nữa là em xin phép ngồi luồn tí xíu anh em nha. Đây là em chỉ cho những mấy bác mà chưa có rành về công nghệ á. Đây em chỉ cho mấy bác đây. Đó, mấy bác là vô cái phương thức này anh em mấy bác nha. Đó, cửa hàng đi cá đó. Nó sẽ ra nè, đó, đây nè. Rồi mấy bác có cái chữ đăng ký ngay chỗ đây anh nha mấy bác. Tại vì coi như là cái này mấy bác lớn tuổi mấy bác không có biết đường đăng ký á, cứ hỏi em mà em không biết đường này em chỉ luôn. Em chỉ dưới này thì mấy bác cũng không có biết đường làm. Bây giờ em sẽ lên đây. Em chỉ cho mấy bác biết luôn, bấm đăng ký ngay đây. Là sẽ được anh em là mấy bác nha. Là khi nào mà con lên video là điện thoại của mấy bác là sẽ có chuông thông báo. Ừ. Dạ rồi. Rồi em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm theo dõi kênh của VK nha. Rồi chúc anh em một buổi trưa, một ngày tốt lành nha. Dạ, em xin kết thúc video ở đây. Rồi, chào tạm biệt anh em.